Nam mô ta sa pha ga va tô a ra tô sam ma sam bun ta sa. Thưa quý vị, có hai thông tin. Thứ nhất á, là tuần sau thì có thể là chúng ta nghỉ. Nghỉ thì không phải là tại vì sư nghỉ, mà nghỉ là tại vì quý vị vô cái kỳ nghỉ lễ thì quý vị cũng không có cái tâm trạng gì mà vô chùa học hết trơn á. Còn mấy sư thì ngày lễ hay ngày thường thì nó cũng không khác gì nhau. Cho nên thì sau khi mà xem xét cái tâm trạng của quý vị thì sư nghĩ là có lẽ chắc nghỉ thì nó tốt hơn. Mà sự thật á là chúng ta có những cái ngày mà nghỉ lễ như vậy á, quý vị biết là ở những xứ như là Miến Điện, Tích Lan thì họ có cái phong trào là đi vô chùa xuất gia vô duyên, hoặc là đi vô chùa tu những cái khóa ngắn hạn. Cho nên có một đặc điểm là ở những xứ như vậy đó, họ rất là ít cái chuyện mà kích cầu để mà tăng trưởng cái kinh tế trong những cái vấn đề mà du lịch hoặc là vui chơi giải trí. Nhưng mà bù lại đó thì họ lại phát triển về cái mặt đạo đức, về cái mặt tâm linh. Cho nên theo như sư được biết, những cái người dân hết sức bình thường ở Miến Điện, có thể là một anh lái xe, có thể là một anh bán dạo, nhưng mà hỏi ảnh về giáo pháp là ảnh trả lời được hết ấy. Mặc dù có thể anh không có nói hay, nhưng mà ảnh biết. Còn mình mà mình quắc đại một cái anh nào đó ở trong chùa đi nữa, mình hỏi thì nó cũng hên xui. Cho nên nó có sự khác biệt gì để gọi là đẳng cấp, là do chúng ta quyết định vào những cái lúc chúng ta rảnh rỗi đó, chúng ta làm cái gì. Tuần tới là cái thời gian quý vị nghỉ lễ nhiều, thì sư mong là quý vị dành bỏ ra thời gian để tu tập, chứ còn đừng có mà chơi nhiều quá rồi cái bỏ quên nhiệm vụ, là quên tu luôn là chết. Chết cho quý vị thôi chứ sư không dính dáng gì hết. Rồi cái nữa là theo như sư dự định á, là có thể là trong 1 đến 2 buổi học nữa là chúng ta sẽ kết thúc cái đề mục Kasina. Thực tế thì cái Kasina trắng mà quý vị tập ấy, là nó đại diện chung cho 10 cái Kasina. Tại vì sao? Những cái như là xanh, vàng, đỏ toàn là màu sắc thôi, thì thay vì mình màu trắng thì mình đổi cái màu lại rồi mình cũng niệm y chang như vậy. Hoặc là cái Kasina đất thì là mình cũng chuẩn bị cái một cái đề mục đất, nó cũng không khác gì hết. Cho nên Kasina trắng có thể xem như là đại diện cho 10 Kasina. Và tiếp theo đó là chúng ta chuẩn bị qua những cái đề mục thiền tiếp theo. Và vì vậy đó, sư mong là quý vị nắm vững cái Kasina mà quý vị mấy tuần rồi, ráng nắm vững, thì khi đó mình qua cái đề mục khác á, quý vị sẽ thấy cái lợi ích là mình tiếp xúc với những đề mục đó nó rất là dễ. Ha. Rồi bây giờ thì chúng ta bắt đầu tiếp trong cái phần thức giác chi. Thì tiếp theo là chúng ta học về cái xả giác chi. Cái xả giác chi á, nó có 5 cái điều kiện để phát triển cái xả giác chi. Xả giác chi dùng để đối lập với những cái trường hợp mà tâm của chúng ta nó buông mung sung, nó loạn động quá, nó không có yên á, thì chúng ta sẽ dùng cái xả giác chi. Và nó có 5 điều kiện để chúng ta phát triển cái xả giác chi. Đầu tiên á, cái xả giác chi nó cũng giống như là cái xả vô lượng tâm. Có nghĩa là sao? Xét rằng
mỗi chúng sanh có nghiệp của mình. Xét rằng mỗi chúng sanh có nghiệp của mình. Có nhiều người quý vị, khi mà trình pháp á, thì nói là con thấy ngồi thiền nó hay lắm. Hỏi hay sao, nói hồi xưa con không, con cái trí nhớ con nó kém lắm, nhiều việc con quên, nhưng mà bây giờ nhờ ngồi thiền á, đang ngồi thì tự nhiên con nhớ có ông hồi xưa ổng mượn tiền con, ổng chưa có trả nhưng bây giờ nhớ. Thì cái vấn đề đó là khi mà cái tâm chúng ta định nó lắng xuống thì chúng ta sẽ dễ thấy được nhiều cái vấn đề lắm. Mà một trong số nhiều cái vấn đề chúng ta thường hay thấy đó là chúng ta sẽ nhớ về những cái người chúng ta thương hoặc là nhớ về những người chúng ta ghét. Có nghĩa là đó, nhiều người họ ngồi thiền thì được một lúc thì họ bắt đầu họ nhớ nhà, họ nhớ con, nhớ cháu hoặc là nhớ người bạn đời của mình. Họ nhớ về những người đó rồi bắt đầu họ ôn lại những cái kỷ niệm mà mình đã trải qua, hoặc là họ dự định những cái tương lai khi mà mình sẽ xử lý với cái người đó như thế nào. Ví dụ như mình tuần sau hoặc là ngày nghỉ lễ mình sẽ dắt con mình đi chơi, hoặc mình sẽ dắt vợ dắt chồng mình đi chơi, hoặc là mình nghĩ về những cái người mình thích, mình thương đó, hoặc là mình nghĩ, mình nhớ về những cái người mà mình ghét. Có nghĩa là sao? Là mình nhớ về những cái kỷ niệm không vui mà một ai đó đó họ đã làm cho mình. Và bắt đầu chúng ta, những cái thương, cái ghét đó nó làm cho tâm của chúng ta nó bắt đầu nó bị ô nhiễm đi. Và chúng ta không có tập trung vào cái đề mục thiền được. Đó là lúc mà chúng ta phải áp dụng cái xả giác chi. Có nghĩa là sao? Hiểu mỗi chúng sanh có nghiệp của mình. Mình có thương ai đi nữa đó, mình thương bằng trời thì mình cũng không giúp họ được như là cái nghiệp thiện của họ. Mà mình ấy, có ghét người ta đến đâu đi chăng nữa, mình có căm thù tận xương tủy thì nó cũng không bằng cái ác nghiệp của họ. Bây giờ đó, mình ngồi đó mà mình oán, mình hận thì nó đơn giản là mình chỉ nghĩ là cứ để cái nghiệp của họ tự xử họ được rồi. Nếu như hồi xưa mà họ từng có oan trái với mình, từng có làm những cái gì nó xúc chạm mình, nó làm cho mình tổn thương ấy, thì mình cứ nghĩ là cái nghiệp của họ đủ xử họ rồi, mình không cần phải bận tâm tới họ làm gì. Khi đó đó, quý vị hành thiền thay vì quý vị tập trung vào đề mục quý vị đó, mình chỉ chú tâm vào một cái chữ xả duy nhất thôi. Xả hoặc là buông, buông hết, buông hết, buông hết. Ba cái nóng giận, hận thù, hơn thua hoặc là những cái yêu thương, nhung nhớ này nọ, bỏ hết, bỏ. Đương nhiên là sau khi mà quý vị về nhà thì mình vẫn cứ là con của mình, vẫn cứ là cháu của mình, vẫn cứ là vợ, là chồng của mình. Nhưng mà trong cái lúc mà mình hành thiền ấy, trong khi mà chúng ta đang hành thiền thì chúng ta phải buông hết, buông cả những người ghét và buông luôn những người thương, để qua một bên. Những người mà mình đang thương đó, họ sẽ tiếp tục họ sống với cái nghiệp thiện của họ, để qua một bên. Bởi vì sao? Nếu như mà mình bắt đầu mình dướng mắt với những người mà mình thương ấy, thì cái tâm ái nhiễm đó nó sẽ bắt đầu làm cho ô nhiễm cái tâm định của mình. Giờ nào việc đó, giờ nào việc đó. Cái giờ hành thiền là mình hành thiền. Còn ba cái chuyện mà đối nhân xử thế, người thương, người ghét gì đó, để qua một bên. Hành thiền xong rồi bắt đầu tính. Cho nên một trong những cái giải pháp khi chúng ta hành thiền đó là chúng ta học cái xả giác chi. Có nghĩa là sao? Hiểu mỗi một người, mỗi chúng sanh có nghiệp của mình. Ví dụ như mình đang hành thiền mà có một cái con chó nó chạy qua, nó sủa, nó ồn quá, nó sủa, mình không tập trung được. Thay vì bực mình con chó thì phải hiểu bản thân con chó nó có nghiệp của nó. Cái nghiệp của nó khiến cho nó phải sủa, nó thấy người lạ là nó phải sủa. Không mắc mớ gì mà mình phải giận hờn nó hết. Hoặc là có khi có người này người kia đi qua mà làm ồn thì mình nghĩ là bản thân họ có nghiệp của họ. Có thể là do họ vô ý, họ không biết là chúng ta đang hành thiền. Hoặc có thể là do cái nghiệp của họ, họ vô minh, họ không hiểu là họ cần phải giữ im lặng. Thì tất cả mọi người có cái nghiệp của họ và chính cái nghiệp của họ sẽ giải quyết họ. Tốt hoặc xấu, tùy theo họ. Chứ lúc đó là không dính dáng tới mình hết. Nhờ như vậy đó mình buông được
thì mình mới tập trung vào đề mục thiền. Cái thứ hai đó là hiểu rằng vạn vật ở đời đều là vô thường, do duyên mà có rồi phải mất. Hiểu rằng vạn vật ở đời đều là vô thường, do duyên mà có rồi phải mất. Hồi nãy cái xả ở trên là mình xả đối với người, còn cái xả này là mình xả đối với vật, mình xả đối với tất cả các pháp. Chúng ta sẽ thấy tất cả những thứ ở xung quanh chúng ta nó không có gì là nó quan trọng hết, không có gì quan trọng hết, mình đều có thể buông được hết. Vì sao vậy? Vì cái gì nó cũng có hạn sử dụng, tất cả mọi thứ nó đều sẽ thay đổi. Cái giai đoạn, cái thời điểm mà chúng ta đang hành thiền đây nè, bản thân nó đó, nó phụ thuộc vào rất nhiều những cái điều kiện nhân duyên. Và chúng ta sẽ hiểu là cái thời gian mà chúng ta hành thiền ấy nó không có nhiều, và sớm hay muộn nó cũng sẽ biến mất. Và khi đó chúng ta sẽ phải đối diện với những cái nghịch cảnh ở thế gian, chúng ta sẽ đối diện với những cái xô bồ ở thế gian. Đó là cái gì? Thích, ghét, buồn, vui, tiếp xúc người này, người kia. Chúng ta không còn được cái khoảng thời gian yên tĩnh, yên lặng và tốt đẹp để chúng ta hành thiền nữa. Mọi thứ nó đều biến đổi không ngừng, ngay cả cái thời gian chúng ta có để hành thiền cũng như vậy. Vì vậy, chúng ta nắm chắc cái khoảng thời gian đó, và do đó chúng ta buông hết, hiểu là cái gì nó cũng sẽ qua. Ngay cả cái cơn đau chúng ta đang hành thiền, chúng ta đang có cái cơn đau nó đang xảy ra đối với chúng ta, thì cũng hiểu cái gì rồi cũng qua. Cái gì nó cũng có cái thời hạn sử dụng của nó hết. Cái cơn đau này nó hết hạn sử dụng, nó sẽ qua. Và khi đó chúng ta đứng dậy, chúng ta đi thiền cũng vậy. Khi mà chúng ta đi thiền, chúng ta hiểu là chẳng qua đó chỉ là một giải pháp khi chúng ta thay đổi tư thế thiền thôi. Và quý vị đi một hồi thì mình đi có thể đi nửa tiếng, đi một tiếng, thì sau đó chúng ta lại bắt đầu cơn đau nó lại có mặt. Nó đau lưng, nó đau chân, nó đau đủ thứ hết. Và khi đó cái việc của chúng ta đổi ngoại nghi, chúng ta ngồi xuống, nó chẳng qua là lựa chọn một cái tư thế đau khổ khác mà thôi. Do đó đó, cái thái độ xả nó rất là quan trọng. Khi đó chúng ta nghĩ cái gì rồi nó cũng qua, nó buông được hết. Ngay cả cái cơn đau cũng buông luôn. Hoặc là có những lúc mà chúng ta bị những cái bệnh ở thân, thân chúng ta bị bệnh, thì chúng ta cũng hiểu cái gì rồi cũng qua, ngay cả cơn bệnh này nó cũng qua. Mà nếu như mà nó tiếp tục nó diễn biến thì nó sẽ chuyển qua một cái hình thức khác. Có nghĩa là sao? Có thể căn bệnh nó sẽ nặng hơn, hoặc nó sẽ dẫn tới chết. Nhưng mà đó, không có cái gì là nó tồn tại lâu dài hết. Do đó chúng ta có cái thái độ buông xả. Buông xả với tất cả mọi thứ, buông xả với vạn hữu, và buông xả với cả chính bản thân mình. Sở dĩ mà ở đời chúng ta thấy khổ đó là tại chúng ta gắn vào đó hai cái chữ của tôi. Khi mà mình gắn vào nó hai chữ của tôi đó, là chúng ta bắt đầu cho một cái chuỗi dài đau khổ. Mình nghĩ đây là xe của tôi thì mình mới có cái chuyện mình bảo dưỡng nó. Mình nghĩ đây là nhà của tôi thì mới có cái chuyện mà gìn giữ nó. Mình nghĩ đây là công việc của tôi thì mình mới có cái chuyện là mình cố gắng, mình nỗ lực. Nhưng mà đó, những cái lợi ích, những cái quả ngọt mà nó đem lại đó, Đức Phật nói có chứ không phải không. Tại vì chúng sanh ấy, họ hưởng được những cái quả ngọt. Thứ nhất là họ hưởng được khi mà họ trong cái giai đoạn họ kiếm tìm tài sản. Có nghĩa là cái lúc mà mình lao động, mình làm ra tài sản ấy, là mình hạnh phúc. Rồi cái lúc mà mình hưởng thụ tài sản đó là mình hạnh phúc. Rồi cái lúc mà mình nhớ lại cái, những khi mà mình hưởng thụ được tài sản đó, hưởng thụ được những dục lạc của thế gian đó, là mình hạnh phúc. Nhưng mà đó là một hành giả, khi quý vị hành thiền, quý vị phải ý thức được một điều là tất cả những cái đó nó không có gì lâu bền, rồi nó cũng phải kết thúc. Và chính vì cái bản chất của nó là do duyên mà có rồi phải mất. Cái bản chất của nó là có thời hạn sử dụng. Cho nên ấy, khi mà mình hành thiền ấy, giữ cái thái độ buông bỏ, những thứ đó nó không quan trọng. Mình có thể bỏ được hết, buông hết, bỏ hết. Để chi? Tập trung vào đề mục thiền. Bởi vì không có một cái gì nó có giá trị bằng cái đề mục thiền mà quý vị đang hành trì.
Mặc dù đúng là ngay cả cái đề mục thiền đó nó cũng vô thường, nó cũng sẽ biến đổi, nó biến mất. Nhưng mà chúng ta nương vào cái vô thường đó để chúng ta đi đến những cái đẳng cấp cao hơn. Cái đẳng cấp cao hơn là cái gì? Nhờ có cái tâm định, chúng ta hành thiền Vipassana, hành tứ niệm xứ để phát triển trí tuệ, đạt đến đạo quả Niết Bàn. Khi mà đạt tới Niết Bàn rồi đó, thì nó không còn bị chi phối bởi vô thường, khổ, vô ngã nữa. Nó không còn bị chi phối bởi nhân và duyên nữa. Cho nên ấy, chúng ta không còn khổ. Còn những thứ mà chúng ta đang ở đây nè, ngay cả cái bàn, cái ghế, hoặc là cái thân này, hoặc là tài sản của tôi, tất cả những thứ đó, nó đều vô thường hết. Và chính vì nó vô thường, cho nên khi chúng ta hành thiền, chúng ta đều phải buông. Buông xả hết những cái thứ đó. Không có cái gì để cho mình nặng lòng hết. Để cho cái tâm nó trống trải, không có nặng lòng, và chúng ta tập trung vào đề mục thiền. Rồi điều thứ ba đó là mình xa lánh, tránh xa những người mà hay nặng lòng với người hoặc vật. Xa lánh hoặc tránh xa những người thường hay nặng lòng với người hay vật. Quý vị biết là có những người đó, họ nói là ngay cả một cái chén nước là cũng có cả một cái bầu trời ở trong đó. Rồi ngay cả một cái lá, một cái hoa thì nó cũng là cả một thế giới. Rồi chúng ta cũng như một cái cành hoa, một cái lá. Chúng ta nở rộ, rồi chúng ta rơi rụng, chúng ta đi về đất. Rồi chúng ta lại tạo nên một cái mầm mống cho một cái ngày vị lai tươi sáng nào đó. Thì có nghĩa là có những người đó, trong con mắt của họ, tất cả vạn hữu của đời đó đều có cái để họ thương, họ mến hết. Thì những con người như vậy, sư không nói đó là những con người xấu, người ác. Nhưng mà đó, những con người mà hay nặng lòng với người và vật ấy, thì khi chúng ta cần hành xả thì chúng ta tránh họ ra. Bởi vì gần gũi họ, ban đầu thì chúng ta thấy nó kỳ kỳ, như sư nói rồi. Rồi sau dần thì mình thấy nó bình thường, rồi cuối cùng mình thấy nó hay hay. Rồi mình nghĩ thì cái gì thì nó cũng của tôi, rồi mình lưu luyến nó một tí xíu thì nó mới có thơ, thì cuộc đời nó mới nên thơ, rồi nó đẹp. Đó, cho nên phải hiểu rõ cái chuyện đó. Những cái, khi mà chúng ta tu tập thức giác chi, hai cái điều kiện cuối cùng, ba cái điều kiện cuối cùng, trong khi đó là hai cái lúc nào cũng vậy, gần gũi với những người mà cần có cái giác chi mà chúng ta cần phải hỗ trợ chúng ta tu tập, hoặc là xa lánh những người mà thiếu cái giác chi đó. Cho nên ấy, cái điều kiện thứ ba là mình xa lìa những cái người mà hay nặng lòng với người và vật. Rồi thứ tư là mình gần gũi với những người mà thường hay có thái độ buông xả. Rồi, và điều cuối cùng là luôn chú ý trau dồi cái xả giác chi. Rồi, quý vị biết là trong Phật giáo đó, chỉ khi nào mà Đức Phật ra đời đó, người ta mới hiểu được một cái chuyện hết sức là trái khuấy. Có nghĩa là đó, có hai hạng người. Hạng thứ nhất là họ sống nó cũng rất là giản dị, rất là ít ỏi, không có bám chấp vào cái gì hết, bởi vì họ thiếu phước. Có những người đó, họ sống chỉ có thân, chỉ có bộ đồ, hoặc là họ sống rất là đơn giản, chỉ bởi vì họ thiếu phước, họ không đủ để họ hưởng thụ những cái đó. Nhưng mà có một cái loại người cao cấp hơn, có nghĩa là họ có khả năng hưởng thụ những cái đó, nhưng mà họ không muốn hưởng thụ. Thì những người có thái độ buông xả đó là những người chúng ta cần phải thân cận. Không phải là họ nghèo, họ không thể hưởng thụ, mà là họ không thích cái chuyện hưởng thụ. Nó cũng khác với cái chuyện mà vì nghiệp cho nên là họ không hưởng thụ được nha. Nó khác nha. Khác với những người giống như là mình giàu á, nhưng mà họ chỉ ăn có rau muống qua ngày thôi. Thì những cái trường hợp đó đó, thường là do nghiệp, là do đời quá khứ bố thí nhưng mà hối hận. Bố thí mà tiếc của, bố thí nhưng mà nghĩ lại. Cho nên ấy, cái đó là cái nghiệp. Nhưng mà có những người đáng, họ thừa sức, họ hưởng thụ, nhưng mà họ không muốn. Họ chán cái chuyện mà hưởng thụ những cái dục lạc của thế gian. Và chỉ có ở trong Phật giáo thì chúng ta mới thấy được cái điều ngược đời. Khi chúng ta bố thí, chúng ta cho cái người mà họ không muốn nhận, không thèm nhận, thì cái phước mình mới nhiều.
Còn mình bố thí cho cái người mà nó cứ cứ nhòm riết vô cái túi tiền của mình để chờ mình móc tiền ra cho nó, thì cái người đó phước cũng có mà phước ít đó. Mà khi mà mình không muốn nhận á, là mình phải hiểu tại sao mình không muốn nhận. Không muốn nhận ở đây không có phải là mình chê, mà mình hiểu và mình buông xả. Cho nên á, khi mà quý vị cúng dường Đức Phật, tại sao mình cúng dường Đức Phật, cúng dường các vị A-la-hán là mình nhiều phước. Tại vì á, mình cúng dường các ngài luôn luôn giữ cái tâm buông xả. Chứ các ngài không có cái chuyện mà vui vẻ, thích thú với cái những cái vật phẩm chúng ta cúng dường. Và chính vì các ngài giữ cái tâm buông xả đó, cho nên đó, mình cúng dường với các ngài mình mới có vô lượng công đức. Còn khi mà mình cúng dường hoặc mình bố thí cho những người mà lúc nào cũng nhòm vô cái túi của mình, phước thì cũng có nhưng mà nó hạn chế. Thì nó hơi lạc đề tí xíu. Rồi tiếp theo là chúng ta qua bên cái tiếp theo là cái niệm giác chi. Thực tế đó quý vị, trong thức giác chi mà trong thanh tịnh đạo đề nghị mà hướng dẫn chúng ta đó thì chỉ đề cập có 6 cái giác chi thôi. Nhưng mình sẵn nói thì nói luôn, chứ còn nói mà bỏ cái niệm giác chi thì nhiều lúc nghĩ nó thiếu. Tại vì sao? Niệm giác chi là luôn luôn cần phải tu tập. Niệm giác chi là lúc nào cũng thiếu chứ không bao giờ thừa. Nhớ ha. Và nó có 4 cái điều kiện để nó phát triển cái niệm giác chi. Trong khi đó, trong đó đó, 3 cái điều cuối là quý vị ai cũng biết, có thể suy ra được từ những cái giác chi kế, những cái giác chi trước. Có nghĩa là sao? Xa lánh cái người thất niệm nè, rồi gần gũi cái người mà có chánh niệm nè, rồi luôn thiết tha trau dồi chánh niệm. Đó là 3 điều kiện. Rồi còn một cái điều kiện trong 4 cái điều kiện phát triển cái niệm giác chi đó là sinh hoạt lớn nhỏ đều trong chánh niệm. Sinh hoạt lớn nhỏ đều trong chánh niệm. Cái chữ niệm á quý vị, cái niệm á, người cái chữ Hán á, nó được làm từ 2 cái bộ chữ. Thứ nhất là cái bộ kim ở trên, cái chữ kim ở trên và cái chữ tâm ở dưới. Cho nên nếu mà quý vị thấy cái bài đăng Facebook của sư, nó có cái hình là cái hình kim tự tháp, cái chùa mà hình tam giác ở trên và cái trái tim ở dưới đó. Có nghĩa là cái chữ kim ở trên và cái chữ tâm ở dưới, có nghĩa là chữ kim á, là sao? Kim có nghĩa là hiện tại, ngay bây giờ, hiện tại. Tâm là cái tâm của mình ấy. Có nghĩa là cái tâm của mình đặt ngay cái giây phút hiện tại thì đó là niệm. Thì đó là cách giải thích của người Trung Hoa. Còn cái từ xá tí đó, bản thân nó chính là cái sự ghi nhớ. Niệm đây chính là cái sự ghi nhớ. Bản thân cái chữ niệm là cái sự ghi nhớ. Ghi nhớ cái gì? Nhớ có rất nhiều cách nhớ. Mình nhớ nhà cũng là nhớ, nhớ vợ, nhớ chồng cũng là nhớ, nhớ con, nhớ cái cũng là nhớ. Thì cái nhớ để mà gọi là cái nhớ đúng đắn, gọi là sammāsati đó, là chánh niệm đó, là mình phải nhớ về cái đề mục thiền của mình. Ví dụ chúng ta hành thiền đề mục kasina, thì khi chúng ta lúc nào cũng nhớ đến cái kasina của chúng ta thì nó là chánh niệm. Sư không nói chánh niệm cho bác chánh đạo nha, mà sư chỉ thuần túy là sư giải thích cái từ chánh niệm thôi. Đó, giữ chánh niệm khi chúng ta hành thiền samatha có nghĩa là sao? Chúng ta đi đứng nằm ngồi lúc nào cũng nhớ tới đề mục thiền của mình hết. Ví dụ như chúng ta hành thiền hơi thở thì đi đứng nằm ngồi hoặc làm bất kỳ một cái cử động gì cũng đều nhớ tới hơi thở, tập trung vào đề mục hơi thở. Nếu như chúng ta hành thiền kasina thì dù chúng ta có làm cái gì đi chăng nữa, thậm chí ngay cả chúng ta đi tắm rửa vệ sinh thì cũng tập trung vào cái đề mục kasina, thì đó gọi là chánh niệm. Mà nhiều vị đó, sư không hiểu là họ nghiên cứu kiểu gì mà họ nói chánh niệm mắc cười lắm. Nói là bình thường á, chúng ta cứ nghĩ là chúng ta làm phước, đi bố thí nè, giữ giới, tham thiền mới là có công đức. Bình thường chúng ta nghĩ chúng ta đi chùa mới có công đức. Nhưng mà đó, tới khi chúng ta học đạo, chúng ta mới biết được cái chuyện
là bản thân cái việc chúng ta sống chánh niệm nó đã là công đức. Rồi khi mà chúng ta đi đứng nằm ngồi ở trong chánh niệm nó đã là công đức. Sư đồng ý cái chuyện này. Tiếp theo thì bị tớ nói, khi chúng ta đi vào trong toilet để chúng ta vệ sinh nó cũng là công đức. Sư đồng ý, nếu như mình chánh niệm, ngay cả như mình đi vệ sinh nó cũng là công đức. Nhưng mà vì nó nói cái này sư hết hồn. Chánh niệm có nghĩa là sao? Có nghĩa là sao khi mà đi vệ sinh xong rồi nhớ dội nước, đóng cửa. Thì cái nhớ đó, cái niệm là cái bản thân cái niệm cái nhớ, nhưng mà cái nhớ đó không phải là chánh niệm. Bởi vì sao? Cái nhớ đó không phải là cái đề mục thiền. Chỉ khi nào mà chúng ta làm bất kỳ một cái việc lớn nhỏ nào, như sư nói ngay cả như cái chuyện chúng ta tắm rửa, mà chúng ta cũng nhớ đến cái đề mục thiền của chúng ta, thì đó mới gọi là chánh niệm. Chứ còn mà chúng ta múc nước, chúng ta để ý tới cái gáo nước rồi chúng ta đổ xuống, thì nó, nếu như chúng ta đang hành thiền samatha, hành thiền chỉ đó, thì nó không gọi là chánh niệm. Nhớ cái chuyện đó ha. Còn qua cái đề mục thiền quán, chánh niệm trong cái thiền quán thì nó lại là một việc khác, và sư sẽ trình bày với quý vị ở một cái bài giảng khác. Còn ở đây sư đang nói chánh niệm ở trong cái thiền samatha. Rồi, đó là chúng ta xong về cái thức giác chi. Và cái phần mà thức giác chi này đó, có ai có câu hỏi nào hay không? Tại vì sau đó là sư sẽ qua cái phần khác. Rồi các sinh hoạt lớn nhỏ đều trong chánh niệm, mà ở đây trong chánh niệm thì con nghĩ là như hồi nãy, thì bây giờ thì con hiểu ra là lúc nào mình cũng nghĩ đến cái, ví dụ như mình đang thiền ca si ná trắng thì mình luôn nghĩ đến ca si ná trắng. Nhưng mà con sợ ví dụ như là nhiều khi mình đang đi đường á thì mình nghĩ như thế, thì con sợ là nó có ảnh hưởng gì không ạ? Tại vì cái đấy, lúc đấy mình có bị phân tâm không ạ? Sư nói rồi là cái lúc mình đi đường thì mình tập trung vào cái việc mình đi đường. Chánh niệm cũng tùy lúc, chứ không phải lúc nào mình cũng chánh niệm. Dạ. Dạ rồi. Có những lúc mà mình đang đi đường ấy, nếu như mà nói đúng theo pháp, cô đi đường mà cô vẫn chú tâm tới cái xin á trắng, nếu như xe nó đụng cô chết ngay tại chỗ cô đi lên. Sự thật là như vậy. Còn nếu như mà cô đi đường mà cô chú tâm cô lái xe, cô mình lái làm sao đó để cho nó không có gây tai nạn, nhưng mà lỡ tai nạn nó xảy ra, mình hên xui lên xuống không ai biết, khả năng đi xuống nhiều hơn đi lên. Nhưng mà nói như vậy mà không lẽ bây giờ sư có nói là quý vị đi đường cứ tập trung vào đề mục ca si ná rồi xảy ra tai nạn hết trơn, rồi lúc đó đổ thừa ông sư là tội nghiệp sư. Cho nên nó nói thì nó cũng có hai cách nói. Nói theo pháp và nói theo cái kiểu thế gian. Cho nên thôi thì thế gian thì quý vị cứ lo, quý vị tập trung vào cái tay lái của quý vị đi. Đó. Nhưng mà như vậy nè, trong những cái trường hợp khẩn cấp, ví dụ như có những cái tai nạn chúng ta không tránh được, chẳng hạn như mình đang lái xe mà mình thấy cái xe đằng trước nó mất thắng, nó lao tới mình mà mình nhắm ngó trước ngó sau, mình không tránh được rồi đó, mà trước khi nó ầm một cái, lúc đó là chánh niệm quay về cái đề mục thiền của quý vị. Vào cái giờ phút đó nếu lỡ mà mình cứ đi bất tử là mình đi lên, khả năng mình đi lên nó cao hơn đi xuống. Rồi có những lúc mà ngồi xe đó, mình không có lái xe đó, mình đang ngồi xe đó, thì tốt nhất quý vị nên chánh niệm. Bởi vì đó, những cái lúc chúng ta di chuyển là những cái lúc chúng ta không biết chúng ta chết lúc nào. Sự thật nó là như vậy. Quý vị biết là những cái vị tu sĩ đó, mấy ông thầy tu đó, hỏi các vị là các vị thường các vị chánh niệm vào lúc nào, tu tập lúc nào là dữ dội nhất. Quý vị biết thường á là cái lúc máy bay cất cánh hạ cánh, hoặc là những cái lúc mà đang ngồi xe, hoặc là những cái lúc mà đang bệnh chuẩn bị lên bàn mổ. Những lúc đó là chánh niệm dữ dằn lắm, tại mình không biết mình có chết hay không. Cho nên cái người có chánh niệm trong những cái giây phút khẩn cấp, chúng ta ngay lập tức tập trung vào đề mục thiền của mình, thì cho dù bất kỳ cái khả năng nào xảy ra đi nữa, mình cũng cầm chắc cái vé tốt đẹp.
Con hiểu sư nói bây giờ là con hiểu rồi, nhưng mà chánh niệm là mình nghĩ đến để mục thiền của mình, nhưng chỉ có một vấn đề là con đang lăn tăn là khi mình làm một công việc gì đó mà mình lại cứ chú ý vào cái niệm đề mục của mình, thì liệu mình có làm tốt được cái công việc đấy không, thì con lại đang có cái suy nghĩ đấy. Sư hiểu. Cho nên một trong những cái trở ngại của cái việc mà hành thiền á, đó là chúng ta có quá nhiều việc để làm. Thành ra nếu như mà quý vị muốn mà hành thiền được cho nó ngon lành là quý vị phải bớt công việc lại. Những cái hành động của mình nó chỉ đơn giản trong bốn oai nghi, đi, đứng, nằm, ngồi, hoặc cùng lắm là những cái cần thiết, ví dụ như tắm rửa vệ sinh. Những cái đó là những cái hoạt động hết sức cơ bản của cái thân người này. Còn nếu như mà chúng ta đòi hỏi chúng ta phải chánh niệm ở trong cuộc sống, ngay cả như trong công việc rồi này nọ, thì sư nói là nó rất khó, hoặc thậm chí là không thể. Bởi vì không thể nào mình tập trung vào đề mục thiền mà mình lo, mình ký sổ sách, mình làm cái này cái kia được. Không thể nào. Cho nên người tại gia cư sĩ nó rất là khó khăn khi mà tu tập ha. Cho nên như hôm bữa thì có một bạn, bạn đó hỏi là cái việc mà thiền giữa đời thường, như là chánh niệm ở giữa đời thường, sư nói không phải. Không thể nào nói chánh niệm giữa đời thường được, mà nói định ở giữa đời thường thì được. Có nghĩa là mình gìn giữ cái sự tập trung đó khi mà chúng ta làm việc á. Ví dụ như chúng ta đang tính toán sổ sách, chúng ta tập trung hết toàn bộ cái tâm lực của mình tập trung vào cái việc tính toán sổ sách. Chúng ta đang chuẩn bị thiết kế một cái gì đó, chúng ta tập trung hết cái khả năng định tâm của mình để thiết kế cái đó, không có bị phân tâm bởi những cái âm thanh, bằng những cái hình ảnh, bằng bất kỳ một cái gì ở bên ngoài. Cho nên ứng dụng trong cuộc sống, khi mà quý vị làm việc, quý vị đi làm bình thường, thì chúng ta chỉ có thể áp dụng cái định để chúng ta làm việc. Có nghĩa là thay vì mình đã quen với việc tập trung vào casino trắng đúng không, thì khi chúng ta làm việc chúng ta cũng lấy cái sự tập trung đó, tập trung vào công việc, thì gọi là định ở giữa đời thường. Chứ còn nói mà chánh niệm giữa đời thường thì nó khó, hầu như không được. Dạ, con cảm ơn sư ạ. Thưa sư, cho con hỏi làm thế nào để mình biết được là mình thiền đúng? Ví dụ như cái đề mục casino trắng mà sư hướng dẫn mọi người đó, khi quý vị tập trung vào được cái đề mục casino trắng đó, tập trung vào nó mà mình không có phân tán cái tâm mình đi ra chỗ khác, là quý vị đã hành thiền đúng. Dạ, và dạ, thế nào để mình biết được là mình thiền như sư nói là đắc cái gì, làm sao mình biết được thưa sư? Rồi, thì nó là cái mà sư sẽ hướng dẫn quý vị tiếp theo, là thế nào biết là thế nào là một trạng thái chứng sơ thiền, thì nó là trong cái phần tiếp theo mà sư sẽ hướng dẫn ha. Nói cho cùng á, khi chúng ta tu tập thì cái lòng mà mình móng mình trong để cho mình chứng đắc thì nó không nên, nhưng mà ít nhất mình cũng phải biết chứng đắc nó, mặt mũi nó ra làm sao, để mà mình đỡ cái chuyện là mình hiểu lầm. Như hôm bữa thì có một anh, ảnh nói là ảnh đi bay từ Hà Nội về tới đây để ảnh tu thiền, và những vị thầy dạy thiền á khuyến khích ảnh là ảnh ly dục 7 ngày tu tập thì ảnh có thể năng chứng đắc cái này cái kia. Và ảnh nghĩ là những cái trạng thái mà ảnh đạt được á là nó chắc cũng sơ thiền, nhị thiền gì đó, nó cũng ghê gớm lắm. Nhưng mà khi mà sư phân tích ra đó, thì sư thấy cái định của ảnh nó chưa đi tới đâu hết. Chưa đi tới cái gọi là một nửa đường của cái cận định nữa. Chứ đừng nói gì tới cái chuyện chứng đắc, thì ảnh mới chưng hửng. Thì sư nói á, vị thầy dạy nói cũng không có sai, bởi vì Đức Phật cũng có nói là với những ai mà nỗ lực tinh tấn hành thiền một cách đúng đắn, trong vòng 7 năm họ có thể chứng đắc. Hoặc có thể không được 7 năm, không cần 7 năm, 7 tháng cũng có thể chứng đắc. Hoặc không cần 7 tháng, 7 tuần lễ cũng có thể chứng đắc. Hoặc không cần 7 tuần lễ, 7 ngày cũng có thể chứng đắc. Cái này là có nha.
Nhưng mà điều kiện để mà quý vị chứng đắc, thứ nhất là giới hạnh trong sạch, phải giữ giới cho trong sạch. Tốt nhất là bát quan trai giới, nhất là cái vấn đề mà nam nữ. Bởi vì chính cái đó nó sẽ làm cho cái định của mình bị ô nhiễm. Rồi cái tiếp theo nữa đó là chúng ta phải thường xuyên sống ở trong cái chánh niệm liên tục. Chánh niệm là sao? Như sư nói, nhớ nghĩ tới cái đề mục thiền của mình. Từ cái lúc mà mình thức dậy, mình mở mắt ra mình thức dậy đó, là mình đã bắt đầu tập trung vào đề mục thiền. Tập trung cho tới cái lúc chúng ta nhắm mắt, chúng ta ngủ quên đi. Chúng ta ngủ đi. Quý vị biết là tới cái mức độ mà có những người họ hành thiền hơi thở đó, họ biết được họ thức dậy bằng cái hơi thở vào hay là hơi thở ra. Họ biết được là họ đi ngủ bằng cái hơi thở vào hay là hơi thở ra. Họ chánh niệm liên tục tới cái mức độ đó đó. Thì với những con người đó, mai thì 7 ngày có khả năng chứng đắc. Còn mình thì mình chỉ có chứng thôi, chưa có đắc. Mà chứng nào tật đó, đó. Chứng thôi chưa có đắc. Dạ thưa sư, như sư nói như vậy, chắc là các nhà sư ai cũng chứng đắc hết à? Nó có những cái điều kiện rất là ngặt nghèo như là sư nói đó, nó phải họ mình phải sống ở trong chánh niệm hoàn toàn liên tục. Nhưng mà có những cái môi trường như là sư đi Miến Điện vừa rồi đó, sư gặp những cái môi trường mà tu hành rất là nghiêm túc, có giới, có định, có tuệ. Sư không biết là có vị nào chứng đắc hay không, nhưng mà nếu như có một ai đó trong số tăng đoàn cả trăm người đó, nếu như có ai đó có chứng đắc, sư thấy chuyện đó cũng không có gì lạ. Bởi vì mình chưa chứng thiền cho nên mình không biết là họ có chứng hay không. Nhưng mà nếu có, nó cũng không có gì lạ. Bởi vì tu tới cái mức độ đó mà còn không chứng thì sư không hiểu tu sao mới chứng. Có những nơi, có những con người họ làm cho mình có niềm tin là cái sự chứng đắc là có thể đạt tới. Nhưng mà cái chuyện đó, đó là chuyện của người ta. Chuyện của mình là mình lo mình trước cái nè. Đó. Là khi mà quý vị có cái sơ tướng đó, khi mà quý vị hành cái thiền cái xí ná trắng là quý vị đã nắm được cái sơ tướng rồi đúng không? Sư tin là quý vị thực tập tới bây giờ mình còn không nắm được cái sơ tướng nữa thì rõ ràng là mình thực tập mình rất là không có nghiêm túc. Nếu như mà quý vị thực hành nghiêm túc là bây giờ là quý vị có thể hiểu cái sơ tướng mặt mũi nó ra làm sao. Không nhất thiết nó phải rõ ràng. Nó phải rõ ràng tới cái mức độ mà cái hình cái casino mà mình mở mắt ra mình nhìn ra làm sao, mình nhắm mắt nó cũng y chang như vậy, nó rõ ràng 100%. Sư không cần nó tới cái mức độ đó, nhưng mà ít nhất nó cũng phải 10%, 20%, 30%, 40%. Thì mình cũng có thể làm được cái chuyện đó. Thì cái đó, đó mình gọi là cái sơ tướng. Và khi mà mình có được cái sơ tướng đó, chúng ta phải có cái thái độ đúng đắn với sơ tướng. Thái độ đúng đắn là nó như thế nào? Thứ nhất là mình đừng có quá hấp tấp, mình nóng vội, mà mình nỗ lực tinh tấn tới cái mức độ nó căng thẳng. Thì cái chuyện đó mình sẽ không có giữ được cái sơ tướng. Ví dụ như những người đó, quý vị, mình làm ra được cái sơ tướng ở trong tâm mình rồi đó, rồi mình bắt đầu mình tập trung nó, mình tập trung cao độ, tập trung cao độ vào nó đó, thì sơ tướng nó lại dễ biến mất. Nên tự nhiên mình đã thấy tự nhiên nó biến mất, mình lại không có giữ được nó. Cho nên không nên quá căng thẳng, tập trung nó quá căng thẳng thì cũng không nên. Hoặc là mình khi mà mình có cái sơ tướng rồi đó thì mình bắt đầu mình giải đãi, có nghĩa là mình làm biến. Thích thì mình hành thiền, không thích thì mình bỏ. Coi như là mình cứ cà chật cà vuột như vậy đó. Thì cái thái độ đó nó cũng làm cho cái sơ tướng của mình nó không có vững. Nó sẽ rất dễ mong manh, rất dễ biến mất. Cho nên cái thái độ vừa phải là tốt nhất. Có nghĩa là mình không quá căng thẳng nhưng mà cũng không quá giải đãi. Nỗ lực một cách trung đạo là tốt nhất. Đó là cái thái độ mà quý vị cần có đối với sơ tướng. Rồi trong cái quá trình hành thiền á,
Như sư nói ban đầu, nó giống như những cái toa tàu. Cái việc chúng ta hành thiện, cái tâm của chúng ta nó trải qua, nó giống như những cái toa tàu, mà chúng ta là cái người quan sát ở một cái điểm. Mình đứng ở một chỗ và mình quan sát những cái toa tàu nó chạy ngang qua, chạy tới chạy lui, chạy tới chạy lui. Thì sư giả sử có những toa tàu màu trắng và có những toa tàu màu đen. Thì cái giây phút mà chúng ta chánh niệm á, nó là một cái toa tàu trắng. Còn cái giây phút chúng ta thất niệm, nó là những cái toa tàu đen. Và khi chúng ta hành thiền á, những cái toa tàu trắng nó rất là ít, đa phần là những cái toa tàu đen thôi. Bởi vì tâm nó chỉ bắt có một cảnh một. Cho nên á, thất niệm thường, mình hành thiền thất niệm thường xuyên, không nghĩ tới chuyện này cũng nghĩ tới chuyện kia, đó là cái chuyện đương nhiên. Sư nói rõ, đó là cái chuyện đương nhiên. Hoặc là quý vị buồn ngủ, hoặc là quý vị mình bung sung, mình loạn động thế này thế kia, nó là cái chuyện đương nhiên. Nhiều người họ sợ cái gọi là vọng niệm á quý vị. Vọng niệm họ sợ, họ không dám hành thiền. Nhưng thực tế mình phải hiểu, những cái đó là những cái đương nhiên. Khi chúng ta ngồi xuống, cái tâm mình nó bắt đầu nó học cách lắng lại đó. Những cái suy nghĩ này nọ kia nó bắt đầu nó hiện ra trong đầu mình, đó là cái chuyện đương nhiên, không gì lạ hết. Cái nhiệm vụ của mình á, là mình đừng có sợ nó. Nhiệm vụ của mình là mình tập trung vào cái đề mục thiền của mình. Khi mỗi một lần mà mình tập trung đề mục thiền của mình được một giây, là chúng ta có một giây những cái toa tàu trắng nó chạy qua. Chúng ta tập trung vào đề mục thiền trong 5 giây, là trong 5 giây đó là những cái toa tàu trắng nó chạy qua. Và kế theo nó, sau khi mà hết 5 giây đó rồi, chúng ta thất niệm, thì đó là những cái toa tàu đen nó tiếp tục nó chạy. Cho nên chúng ta là một cái đoàn tàu, nó trắng đen liên tục, và đa phần đen nhiều hơn trắng. Cái nhiệm vụ của mình ấy, là chúng ta liên tục làm cho cái chánh niệm của mình ấy, nó càng liên tục càng tốt, nó càng dài ra càng tốt. Ví dụ như ban đầu chúng ta có thể tập trung chánh niệm trong một hơi thở. Ví dụ hít vào thở ra, chúng ta có thể chánh niệm ra được trong một hơi thở. Thì lần sau chúng ta ráng, chúng ta kéo dài ra thêm, là chúng ta liên tục chánh niệm trong hai hơi thở. Hoặc là nếu như mà mình đề mục khác như Kassina, thì mình có thể sư ví dụ bằng giây đi, mình chánh niệm trong vòng 3 giây. Rồi lần sau mình ráng mình chánh niệm trong vòng 5 giây. Rồi thất niệm. Khi mà thất niệm rồi đó, thì mình thay kệ đó, thất niệm mình quên thì thôi. Lúc nào mình nhớ ra, à tôi đang ngồi thiền, nó bắt đầu quay lại đề mục thiền của mình, chánh niệm tiếp tục trong 5 giây. Rồi quá 5 giây rồi, mình tiếp tục ra 5 giây mới. Nhưng mà khi mà mình thất niệm thì không sao hết, cứ kệ nó. Khi mà mình nhớ lại là mình đang hành thiền, là tiếp tục dành ra 5 giây, cố gắng tập trung trong 5 giây, tập trung vào đề mục thiền của mình. Cho nên suốt cái thời gian hành thiền ấy, sư vẫn lặp đi lặp lại. Không quan trọng là chúng ta thất niệm bao nhiêu, không cần biết là mình vọng tưởng, mình nhớ về cái gì, không cần biết, không quan trọng. Cái quan trọng là chúng ta dành được bao nhiêu cái 3 giây, bao nhiêu cái 5 giây để chúng ta tập trung vào đề mục thiền của mình. Và khi mà chúng ta hành thiền được nó lâu hơn, cái định của mình, cái niệm của mình nó phát triển nhiều hơn, thì mình tăng trưởng nó lên. Ví dụ như 5 giây, bây giờ mình tăng lên 7 giây, hoặc mình tăng lên 10 giây. Thì trong cái khoảng thời gian đó, mình tự quy định cho mình, trong cái khoảng thời gian 10 giây này, tôi phải tập trung hoàn toàn vào đề mục thiền, không có để cho cái tâm mình nó bị phân tán. Sau khi mà hết cái 10 giây đó, giống như mình nín thở, hết hơi, cái tự nhiên mình thở ra, thì lúc đó có thể những cái niệm khác, vọng niệm nó xen vào tiếp. Không sao hết, tiếp tục làm lại cái 10 giây mới. Khi mà mình làm liên tục như vậy đó, thì suốt cái thời thiền của mình đó, nó sẽ là những cái giai đoạn mà lúc thì chánh niệm, lúc thì thất niệm, không sao hết. Vì chúng ta cần làm là làm cho những cái giây phút chánh niệm của mình nó càng liên tục càng tốt, nó càng dài ra càng tốt. Cho nên quý vị tưởng tượng thì cái nhiệm vụ của mình là làm cho cái toa tàu đó nó càng nhiều những toa tàu trắng càng tốt, toa tàu đen mình không cần để ý tới. Và cho tới một cái lúc nào đó mà chúng ta có thể giữ chánh niệm một cách liên tục 1 giờ, 2 giờ mà mình không bị phân tâm, không bị nghĩ về bất kỳ chuyện gì khác, mình vẫn tập trung vào được đề mục thiền, rồi tiếp tục
3 giờ, 4 giờ, 5 giờ cho tới 1 ngày, 2 ngày mình vẫn tiếp tục mình tập trung vào được cái đề mục thiền của mình, không bị phân tâm bởi chuyện khác. Có thể gọi là mình đạt tới cận định. Bởi vì sao? Vì khi đó đó trong tâm của mình ấy, suốt một cái khoảng thời gian dài như vậy, mình hoàn toàn chánh niệm, không có một cái tạp niệm nào xuất hiện hết. Thì có nghĩa là toa tàu đó toàn bộ là toa tàu trắng, chứ không có một cái toa tàu đen nào xen vào. Khi mà mình chánh niệm được liên tục như vậy đó, là mình đạt được tới cái cận định. Nhưng mà giữa mỗi toa tàu nó còn có cái khe hở, đúng không? Nó còn có khe hở giữa mỗi toa tàu. Khe hở đó là gì? Khe hở đó là tâm hữu phần. Cái tâm hữu phần là sư đã nói rất là nhiều lần rồi. Nó có tác dụng, nó chen vào mỗi cái lộ trình tâm. Để chi? Để nó làm cho cái tâm mình trở nên liên tục. Chứ bởi vì nếu như mà mình cái tâm mình không liên tục á, là mình chết. Một chúng sanh xác định đó còn sống hay không là mình phải xem cái tâm của họ có còn hoạt động hay không. Cho nên nếu như cái tâm mình nó không liên tục là mình là người chết. Vì vậy cái tâm hữu phần nó có tác dụng kết nối, nó có tác dụng chen vào những cái khoảng trống. Khi mà cái tâm này tâm kia đó nó làm việc, nó sẽ chen vào những cái khoảng trống. Như sư nói bây giờ cái toa tàu của mình ấy toàn bộ là màu trắng, toàn bộ là chánh niệm, nhưng mà cái tâm hữu phần còn làm việc. Cái anh hữu phần anh còn làm việc ở đây, còn làm việc. Thì cái nhiệm vụ của mình vẫn cứ tiếp tục tập trung vào cái đề mục thiền của mình. Khi đó cái nimitta, cái tướng của mình nó không còn là cái sơ tướng nữa quý vị. Nếu như mà quý vị giữ chánh niệm được trong vòng 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ, 4 giờ, 1 ngày, 2 ngày, đảm bảo quý vị lúc đó cái nimitta của quý vị đó nó trở thành cái quang tướng. Nó rất là đẹp, nó rất là sáng. Mà có người nói là nó giống như mặt trời đó. Nhưng mà cái đó thì khi nào mình chánh niệm liên tục tự nhiên nó xảy ra, chứ không cần phải làm cho nó xảy ra là mình chánh niệm. Nó khác nhau ha, khác nhau. Cho nên cái chuyện mình nimitta của mình nó như thế nào đó, không cần chơi đùa với nó. Có nghĩa là không cần phải biến ảo nó. Ví dụ như mình tưởng tượng nó như là một cái ông mặt trời thì không cần, không cần làm cái chuyện đó. Cứ chánh niệm tự nhiên cái chuyện gì tới nó sẽ tới. Và khi mà chúng ta vẫn liên tục chúng ta giữ chánh niệm, khi chúng ta cận định như vậy đó, cho tới một cái lúc mà mình không còn những cái khoảng cách giữa toa tàu nữa, có nghĩa là những cái toa tàu đó nó chập lại làm một, nó là một cái dãy liên tục, nó không còn cái khoảng hở nữa. Có nghĩa là cái tâm hữu phần nó không còn can thiệp vào nữa. Khi đó chúng ta chứng sơ thiền. Cho nên cái chuyện mà mình biết mình có chứng đắc hay không, nó chỉ đơn giản cái chuyện là mình giữ chánh niệm được có liên tục hay không. Quý vị giữ chánh niệm liên tục là tự nhiên mình đắc, là mình biết mình đắc. Còn không thì không chứng đắc gì hết. Rồi khi một cái đặc điểm nữa của sơ thiền là cái gì? Trong kinh có một đoạn như thế này nè. Là vị đó hoàn toàn ly dục, ly bất thiện pháp, vị ấy chứng sơ thiền. Có tầm, có tứ, hỷ lạc do ly dục sanh. Cái đoạn này có thể tìm thấy được trong rất nhiều những bài kinh. Đầu tiên là mình hoàn toàn ly dục. Mình xét coi nếu như mình còn dục thì là tự nhiên mình là không có chứng thiền. Cái chuyện nó đơn giản, một cái trắc nghiệm hết sức đơn giản. Cho nên những người mà chứng thiền mà đem đăng lên Facebook còn đang khoe đó, thì chắc chắn là họ không có chứng thiền. Hoặc họ chứng vào cái lúc nào đó, chứ vào cái lúc mà họ đăng Facebook là chắc chắn họ không chứng thiền. Bởi vì cái lúc đó là mình đâu có còn cái mong muốn, cái lòng muốn khoe nữa. Thấy chưa? Rồi ly dục có nghĩa là ly những cái đối tượng của dục. Những cái đối tượng của dục đó là cái gì? Những cái hình ảnh thích thú nè, những cái âm thanh mình thích thú nè, hoặc là những cái xúc chạm, những cái mùi vị này nọ mình thích thú. Cho nên một trong những cái thử nghiệm nó hết sức đơn giản là nếu như mà mình nhắm tưởng là mình chứng thiền, có một vị đó tưởng là vị đó chứng rồi đó,
Rồi trên cái đường mà đến để mà tuyên bố với Đức Phật, để mà kình với Đức Phật, giống như là khoe đó, con mà nó được cái bằng thưởng, phần thưởng nó đem khoe với cha mẹ đó, thì vị này tính là đến để mà thưa với Đức Phật là con đã có chứng rồi. Nhưng mà khi mà vị đó đi ngang qua cái nghĩa trang Ấn Độ quý vị, có nghĩa là họ xác chết mình ấy, họ quăng bừa ở đó, họ đâu không có chôn như mình, họ cứ quăng ở đó rồi nó tự nó thối rữa. Thì khi vị này đi ngang qua thì đi ngang qua một cái xác chết của một cô gái trẻ mà mới chưa có phân hủy. Thì khi vị này nhìn thấy cô gái trẻ xác chết đó thì vị này cái dục nó nổi lên. Và vị này xác định à thì ra tôi chưa có chứng gì hết. Tại vì nếu như tôi có chứng thì cho dù tôi có nhìn cái gì đi nữa tôi cũng không có cái dục nó nổi lên. Còn mình ấy, nếu như mà mình uống nước mình còn thấy ngon, biết rõ cái mùi vị của nước nó khác với cái chuyện mà mình thích thú với cái vị ngon của nó, phân biệt ha. Còn thấy nó thích, còn thích thú khi mình uống nước, còn thích thú khi mình ăn, còn thích thú khi mình ngủ, còn thích thú khi mà mình tiếp xúc, mình hưởng thụ những cái dục lạc, thì khi đó chắc chắn là mình chưa chứng thiền. Một vị chứng thiền là vị đó hoàn toàn ly dục. Cái dục ở đây không có nghĩa là cái chuyện nam nữ không. Đương nhiên chuyện nam nữ là nó tiêu biểu, là nó nặng nề nhất. Nhưng mà cái dục ở đây còn có cái chuyện là mình uống nước mình thấy ngon, ăn cơm mình thấy ngon, hửi cái mùi nước hoa mình thấy thích thú, ai đó mà xoa bóp vai cho mình là mình còn thấy dễ chịu, là mình biết khi đó mình còn chưa ly dục. Và khi đó chắc chắn là mình chưa chứng thiện. Rồi cái thứ hai là ly bất thiện pháp. Bất thiện pháp này là cái gì? Hồi nãy dục là gồm có tâm tham đúng không? Còn bất thiện pháp là gồm cho những cái truyền cái còn lại, ví dụ như là sân nè, hung trầm nè, hoài nghi nè, trảo hối. Gồm có bốn truyền cái còn lại là sân, hung trầm, hoài nghi, trảo hối. Cho nên ấy, khi mà năm cái chi thiền nó có mặt, tầm, tứ, hỷ, lạc, định, khi năm chi thiền có mặt là tự nhiên năm cái truyền cái này nó vắng mặt. Vì vậy, một trong những cái biện pháp mà mình kiểm chứng coi có chứng thiền hay không, thay vì đó nhìn vào năm cái chi thiền thì mình nhìn vào năm truyền đó, coi năm truyền mình còn hay mất. Ví dụ như mình còn bất mãn, đang hành thiền mà tự nhiên ta làm ì đùng, ta mở nhạc, ta ca karaoke, mình còn bất mãn là chắc chắn là mình chưa chứng thiền. Tại vì cái bất mãn là tâm sân. Rồi khi nào mà mình đang hành thiền mà mình còn ngủ gà ngủ gật, cái lúc mình định thì mình định ghê gớm lắm, nhưng mà qua cái giờ linh của mình rồi mình bắt đầu mình ngủ gà ngủ gật, thì lúc đó mình biết là mình chưa chứng thiền. Không có anh nào anh chứng thiền mà anh còn ngủ gật hết trơn á, tại vì mình đã bỏ đi được cái hôn trầm. Nhớ ha, một vị chứng sơ thiền là vị đó không còn hôn trầm nữa. Đương nhiên khi mà cơ thể nó cần nghỉ ngơi là vị đó biết là cơ thể này cần nghỉ ngơi, và vị đó nhắm mắt vị đó nghỉ ngơi. Nhưng mà sau cái giai đoạn nghỉ ngơi đó rồi là không có cái chuyện mà ngủ gà ngủ gật, thì nó không có. Rồi thế nào là tâm? Tầm tứ, hai cái khái niệm này là sư đã nói rất nhiều rồi, không biết ai còn nhớ không. Thế nào là tầm và thế nào là tứ? Tầm á là cái sự hướng tâm tới đối tượng, và tứ là cái sự quan sát đối tượng. Sư lấy ví dụ một cái anh thanh niên á, ảnh đi vô siêu thị, ảnh không có giống những cái cô phụ nữ đi vô siêu thị. Anh thanh niên đi vô siêu thị, ảnh cần mua một chai dầu gội đầu. Ảnh chỉ việc đi thẳng tới cái quầy bán dầu gội đầu, đi thẳng tới cái chai dầu gội đầu ảnh muốn mua, ảnh cầm cái chai đó lên, ảnh cầm cái chai dầu gội đầu đó lên. Thì cái chuyện mà ảnh đi tới cái chỗ anh lấy chai dầu gội đầu, đó là tâm, đó là cái sự hướng tâm tới đối tượng. Và khi ảnh cầm cái chai dầu gội đầu, đó là tứ, có nghĩa là cái sự quan sát đối tượng, chà sát đối tượng. Ảnh cầm nó lên, ảnh tiếp xúc với nó, thì cái chuyện mà anh tiếp xúc nó đó, nó gọi là tứ. Hai anh này
không có tách rời nhau. Ha? Khi mà mình chưa chứng thiền ấy, thì hai này đều phải có hết, tầm và tứ, có là hướng tâm đối tượng và quan sát đối tượng. Rồi tiếp theo là cái cặp thứ hai là cái cặp hỷ và lạc. Hỷ và lạc á, mình có thể phân biệt nó như thế này nè. Thì cái hỷ á, nó thuộc hành uẩn, còn cái lạc nó thuộc thọ uẩn. Nghĩa là sao? Ví dụ như bây giờ chúng ta đang khát nước, thì chúng ta nghe nói là bây giờ có, thì bạn của mình ấy, đưa cho mình, cho mình chai nước. Trong cái lúc mình đã khát khô cổ thì bạn của mình cho mình chai nước. Thì khi mà bạn mình cho được chai nước ấy, mình vui đúng không? Mình vui, thì cái vui đó là cái hỷ. Nhưng mà mình vẫn chưa uống nước. Còn khi mà mình mở chai nước ra đó, mình uống nước á, cái cảm giác dễ chịu khi mà mình uống nước đó đó, nó là lạc. Hiểu không? Hai cái nó khác nhau. Một cái á, là hỷ, nhưng mà cái hỷ đó nó chưa có dính dáng tới cái chuyện là cảm xúc hết á. Không dính dáng, cái cảm thọ, không có cảm thọ ở đây. Tại mình chưa có sử dụng cho nó, mình chưa có chạm cho nó. Còn cái lạc á, là khi mình trải nghiệm nó và mình có được cái sự an lạc, có cái sự lạc ở trong đó. Nên cái hỷ và cái lạc nó là một cặp. Giống như là người ta nói là bây giờ cho tôi 1 triệu thì tôi vui đó, nhưng mà mới nói miệng không à, là đó lúc đó là hỷ. Nhưng mà khi mình cầm được cái tờ tiền nó trong tay rồi đó, chạm vô được cái tờ tiền đó rồi đó, nó là lạc. Rồi mà quý vị biết là cái này nó hơi ngoài lề tí xíu, mà tại trong Thanh Tịnh Đạo nói thì sư cũng đề cập là có người họ ví von là mình vui, có những cái vui mà vui nó giống như là mình có thể mình bay lên được, đúng không? Họ cảm giác như vậy. Thực tế đó quý vị, khi mà quý vị cái vui đó là cái hỷ đó, cái hỷ đó có thể đưa cho mình bay lên được. Khi mà trong cái giờ hành thiền á, cái hỷ đó có thể khiến cho mình bay lên được, chứ không phải là mình chỉ nói miệng không thôi. Thực tế nó có thể làm cho mình mất đi cái trọng lượng và mình bay lên được. Nhưng mà cái đối tượng mà mình phát tâm hỷ đó nó phải ghê gớm lắm, và cái lòng hỷ của mình nó phải ghê gớm lắm. Giống như thời Phật á, thì có một cô gái đó, nhưng mà cổ ở bên nhà chồng, cổ mang thai, cổ muốn tới cổ đảnh lễ cái bảo tháp Đức Thế Tôn, bảo tháp Xá Lợi đó. Nhưng mà bà mẹ nói bây giờ con mang thai rồi, con ở nhà đi, để mẹ đi lấy phước cho con được rồi. Thì tối hôm đó thì cô nhìn thấy đèn đuốc nó sáng trưng cái bảo tháp Xá Lợi, rồi hình ảnh Chư Tăng mà đi vòng quanh cái bảo tháp đó, cổ hoan hỷ. Và tự nhiên cái hỷ của cổ đó, cổ vui tới cái mức độ mà cổ cảm giác cái thân cổ mất đi trọng lượng và cổ bay lên. Và cổ cứ như vậy, cổ tập trung vào cái bảo tháp và cổ nương theo cái tâm hỷ đó mà cổ đi tới bảo tháp trước luôn cả bà mẹ. Và bà mẹ hỏi, ủa sao con đi bằng cái gì con tới đây? Nói, dạ con bay tới. Nói, cái gì lạ lạ vậy? Con đâu có thần thông đâu, con không có chứng thiền, con không có gì hết. Tại sao mà con bay được? Nói, con cũng không biết nữa. Tự nhiên lúc đó con nhìn thấy bảo tháp, rồi nhìn thấy Chư Tăng đèn đuốc vậy đó. Tự nhiên là con vui quá, và cứ như vậy là tự nhiên con lơ lửng lên, rồi con cứ như vậy là con bay tới đây. Thì đó, cái hỷ đó quý vị, nó có thể làm cho mình mất trọng lượng và mình có thể bay lên được. Nhưng mà bây giờ thì cái hỷ của mình có khi mình nghĩ chuyện phong thần quá. Tại vì bây giờ cái định của mình và cái đạo của mình nó còn yếu lắm, mình chưa có tiếp xúc nhiều. Thì thôi cứ lo hành thiền đi, còn cái hỷ ở chừng nào mình vui tới mình bay lên được thì tính sao. Rồi, cái định thì quý vị biết rồi ha. Cái định là cái sự nhất tâm. Cái sự nhất tâm đối với đối tượng có nghĩa là mình không có chạy ra cái đối tượng khác. Như sư nói, bây giờ cái đoàn tàu của mình đó, nó là một khối, nó không còn bị những cái này cái kia nó chi phối nữa, nó chỉ có một thôi, thì nó là định. Ha, cái sự trú tâm ở chỗ đó, nó không còn chạy chỗ nào nữa hết, thì nó là định. Và năm cái chi thiền này đó,
và năm truyền á, nó là những cái anh gọi là kẻ thù không đội trời chung với nhau. Nó giống như ánh sáng và bóng tối. Ở đâu có ánh sáng thì ở đó không có bóng tối. Cho nên á, khi mà năm cái chi thiền này có mặt thì tự nhiên năm truyền nó vắng mặt. Hoặc là mình làm cái chuyện khá, có nghĩa là mình làm cho năm truyền cái vắng mặt thì tự nhiên năm chi thiền có mặt. Bây giờ mình chưa biết mặt mũi năm chi thiền nó ra làm sao hết, nhưng mà mình biết năm truyền cái nó ra làm sao. Năm anh này mình không có lạ, đúng không? Năm truyền cái mình không có lạ. Cho nên ấy, khi mà chúng ta hành thiền ấy, là cái chúng ta, cái quá trình chúng ta đấu tranh với nó, làm cho năm cái truyền này chúng ta đè nó xuống, cứ đè nó xuống, đè cho tới cái lúc mà nó đè dẹp nó luôn, thì tự nhiên năm chi thiền nó có mặt. Chứ còn mà mình đừng có trông đợi năm chi thiền mặt mũi nó ra làm sao, rồi mình bắt đầu là mình tìm cái tầm là hướng tâm tới đối tượng, cái tứ là quan sát đối tượng, mình bắt đầu mình phát triển năm chi thiền lên, thì sư e là có thể là mình đi lạc đó, rất dễ lạc. Nhiều người họ thấy là tôi có tầm, có tứ, có hỷ, có lạc, có định là chắc tôi chứng sơ thiền rồi. Cái chuyện này rất nhiều người bị nha quý vị. Họ cứ xét thấy tôi năm chi thiền, tôi có tầm, có tứ, có hỷ, có lạc, có định là họ cho là họ chứng thiền. Trong khi đó họ không quan sát coi năm chi thiền của mình, năm cái truyền cái của mình còn hay là mất. Ngồi cứ còn ngủ gật lên, ngủ gật xuống, ngồi cứ nói là bây giờ con ngồi được con chú trong tứ thiền được 1 tiếng, nhưng mà con ráng lên 2 tiếng không được. Rồi con ráng con chú trong tứ thiền 2 tiếng, rồi bây giờ làm sao để con chú tứ thiền lên được 3 tiếng, thì sư e là như có vấn đề. Sư chưa có chứng sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, sư chưa biết, nhưng mà có vẻ như cái người như vậy có vấn đề, bởi vì năm truyền của họ vẫn còn. Họ vẫn còn năm truyền. Rồi. Thì trong cái phần này đó thì có ai có thắc mắc gì không? Dạ, thưa sư, là khi mà mình đạt đến năm cái chi thiền đó, thì là mình đã bỏ được hết những cái dục lạc, nói chung là năm cái triền cái. Vậy thì con hỏi là khi cái người mà chứng được như thế rồi thì có khi nào mà bị mất đi hoặc là gián đoạn không? Thì cái việc mà chứng thiền đó, đó nó chỉ có tác dụng là đè nén năm truyền, giống như mình lấy đá mình đè lên cỏ vậy đó. Và khi nào mà mình nhấc cái hòn đá ra thì cỏ nó vẫn tiếp tục nó mọc. Thì cái việc mà mình chứng thiền đó, khi mình chứng thiền là mình sẽ đè nén năm cái chuyện cái nó không có mặt. Nhưng mà khi mà mình xả thiền, có nghĩa là mình không còn định tâm nữa, mình buông, mình ra khỏi cái sơ thiền, sinh hoạt như bình thường, thì lúc đó năm chuyện cái nó sẽ có cơ hội nó trỗi dậy một lần nữa. Nhưng mà nó giống như vậy nè, sư cũng ví dụ như là cái đá nó đè cỏ, mà khi nếu như nó đè nó lâu quá đó, nó dở lên, mặc dù biết có những cái mầm cỏ còn dưới, nhưng nó cần có thời gian để mà nó phát triển. Hoặc nó giống như một cái xe đó, mà nó đang chạy đó, cho dù mình có bóp thắng đi nữa thì nó cũng phải lướt một đoạn thì nó mới dừng hẳn lại. Cho nên mặc dù là một hành giả chứng sơ thiền, thì khi mà vị đó ra khỏi sơ thiền đó, năm dục, năm cái chuyện cái đó có cơ hội nó xuất hiện, nhưng mà họ vẫn có khả năng họ lướt đi, vẫn có khả năng lướt đi nhờ khả năng định tâm và nhờ khả năng ly dục của sơ thiền đó, họ có thể họ lướt đi qua cái giai đoạn đó. Cô hiểu ha? Cho nên á, một vị chứng sơ thiền, mặc dù lúc mà họ xả thiền á, họ vẫn có thể thích, nhưng mà cái thích của họ đó nó nhẹ nhàng, nó nhẹ hơn cái chuyện mà người không có chứng thiền. Và khi họ thích như vậy đó, nếu như họ có chánh niệm họ biết liền, có thể được. Cái thứ hai nữa là cái định nó rất dễ bị mất nha quý vị. Nó không có khó mất đâu. Sư lấy ví dụ như những cái mà nó kích thích mình, kích thích mạnh, có thể làm cho mình mất thiền ngay lập tức. Ví dụ như sư thường hay kể Bồ Tát ấy, chứng thiền có thể bay được, mà bay được thì có thể là đạt tới tứ thiền là tối thiểu. Bay được, đang bay như vậy thấy hoàng hậu tắm, rớt thiền, mất thiền liền ngay lập tức,
tự nhiên đang bay nó rớt xuống luôn. Cho nên cái thiền mình có thể mất bất cứ lúc nào, nếu như mà có một cái sự kích thích mạnh mẽ về năm dục ha. Rồi còn một cái nữa, cái thiền nó còn có thể mất khi mà mình tạo một cái ác nghiệp nào đó. Ví dụ như Đề Bà Đạt Đa, ông chứng thiền, ông có thần thông ông rất là giỏi. Nhưng mà khi mà ông nghĩ tới cái chuyện là chia rẽ tăng đoàn, thôi bây giờ mình chiếm đoạt cái vị trí của Đức Thế Tôn để mình lên nắm đầu chư tăng, ngay khi đó là ông mất thiền, mất thần thông ngay lập tức. Cho nên cái thiền á, bản thân nó rất đáng quý, đúng, nhưng mà nó cũng rất dễ bị mất. Dạ, cho con hỏi, vậy là nếu mà một vị mà chứng A-la-hán thì có nghĩa là cái việc mà cái đoàn tàu trắng là liên tục, họ ở cái trạng thái là ở luôn luôn cận định, và họ phải ngoài cái năm chi thiền đó ra thì tức là lúc nào cũng phải miên mật như thế phải không ạ? Thì mới là A-la-hán phải không ạ? Cũng không nhất thiết. Nhưng mà Đức Phật nói như thế này trong cái tạng luật á, một vị A-la-hán không có thất niệm. Một vị A-la-hán không có thất niệm. Phàm phu còn thất niệm, một vị A-la-hán không thất niệm. Rồi cái thứ hai đó là một vị A-la-hán có thể vị đó chứng thiền hoặc không chứng thiền, nhưng mà chắc chắn vị đó không thất niệm. Còn cái niệm của vị đó nằm ở đâu thì cái tâm của vị đó lúc đó gọi là cái tâm tố, nó không còn cái nhân, nó không còn tạo ra cái nghiệp thiện ác nữa ha. Mình chỉ đơn giản là mình nhớ là một vị A-la-hán không thất niệm, như vậy là được rồi. Còn khả năng định tâm của vị đó đó có đạt tới tối thiểu là cái cận định hay không á, thì sư không rõ, sư không có nghiên cứu tới vấn đề đó cho nên sư không rõ. Nhưng mà sư chắc chắn một điều là khi cái giai đoạn mà chuẩn bị chứng đắc, trước khi mà chứng đắc sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả, cái giai đoạn đó đó, cái tâm của vị đó tối thiểu phải tương đương với sơ thiền, cho dù vị đó không có chứng thiền, nhưng khả năng định tâm của vị đó vào cái giây phút chứng đạo chứng quả tương đương với sơ thiền. Cho nên mình phải biết là cho dù vị đó một vị A-la-hán không có tu thiền gì hết, nhưng khả năng định tâm của vị đó là cũng rất là giỏi, chứ không phải là như mình. Thôi bây giờ cũng gần tới giờ rồi, thì quý vị chắp tay hồi hướng ha. Do sự phước bao mà chúng tôi đã trong sanh làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc còn hiện tại, cầu mong cho các vị ấy hằng được an vui. Do sự phước bao mà chúng tôi đã trong sanh làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã qua vãng, cầu mong cho các vị ấy hằng được an vui. Do sự phước bao mà chúng tôi đã trong sanh làm đây, hãy là mối duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Akasattha ca bhummattha divanaga mahitika punyantang anumoditva chirang rakkhantu sasanam. Akasattha ca bhummattha divanaga mahitika punyantang anumoditva chirang rakkhantu desanam. Akasattha ca bhummattha divanaga mahitika punyantang anumoditva chirang rakkhantu mam param. Etavata ca ammehi sambhatam punya sampadam sabbe deva anumodantu sabba sampatti siddhiya. Etavata ca ammehi sambhatam punya sampadam
sabbe bhutta anumodantu sabba sampatti siddhiya etavata ca ammehi sambatam punya sampadam sabbe satta anumodantu sabba sampatti siddhiya idam me nyatinam putu sukita huntu nyattayo idam me nyatinam putu sukita huntu nyattayo idam me nyatinam putu sukita huntu nyattayo idam me punyang asavakaya vaham idam me punyam nibbanassa paccayo hotu mamam punyam pagam sabba sattanam dhima sadhu sadhu sadhu